นจ้างคนจ้างtôi đến cười thắt ruột này. Ông già gần đến và học lái máy xúc tập 2 này. Đó. Lái không nên hồn này. Ok, chào bà con nhá. Hôm nay mình cho mọi người xem một clip tấu hài đến từ máy đảo. Đây là ông già gần làm cầu. Làm cầu ở cái sông này này mọi người này. Hơi xa một tí, cái trạm nghiền của mình nó che mất rồi. Nhưng mà đây là cái máy đào của họ. Máy đào Kobe cũng giống của đội làm đường mình thôi, nhưng mà nó xịn sò hơn tí, trông có vẻ bóng bẩy hơn. Nhưng mà mỗi tội người lái thì không bóng bẩy cho lắm. Máy này thanh niên này có tuổi nhưng mà lại rất thích đi học lái máy đào. Cầm cái núm, hai cái núm như núm tạch, cầm như hai cái núm vú của phụ nữ, trông rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà có cái đây mọi người không? Đấy, động tác của chồng chất trời chưa. Vừa nãy mình về mình trêu cái đội này này. Đây, đội đi đào rãnh mương cho rãnh nước thủy lợi. Mình bảo là thôi thuê mẹ ông này ra đào thì anh không mất tiền. Cuối cùng là thuê ôi rồi đến cười dình ra đói mấy anh em này mới ra đánh tôi. Tôi bảo, tôi dụ là bảo là này ra gọi thằng thanh niên đang học lấy máy đào ra nó đào cho. Thế cuối cùng cũng ra gọi ra thật, gọi ra xong nhìn này, nó đào, nó làm cái đường đấy đó, nó làm cái đường đi xuống không như cái mớ hổ lốn này, như cái đống cứt ỉa, như cái đống cứt gà ỉa. Xong bây giờ phải nó phải tự tay đào lấy. Mới đào có đào được cái này mà nói cho anh em học việc, hay là anh em mà chỉ cần biết sơ sơ đào mẹ tao nói hình như 2 phút là xong. Cuối cùng một thanh niên này đó, một bên thì đang trồng đít ra để đào ra, đào tay đào rãnh, còn một bên thì học lái máy đào thì ưỡi giời động tác rồi. Chấm mút thôi rồi, ưỡi giời gầu đầy chưa, quẹt ưỡi giời quẹt không mới gần. À đồ má, lấy sỏi của tao đâu, địch mẹ băm ba rồi. Sỏi này là bọn tôi để làm chậm nghiền đấy. Đây chậm nghiền bọn tôi này. Đây chậm nghiền tôi đấy. Đây bây giờ tôi sỏi tôi bọn tôi tập kết về đây. Nó đang cái đám sỏi của tôi, nó xót hết cả ruột này. Xót hết cả ruột gan này này. Thanh niên ông già gần chắc cũng gần 60 rồi. Ui giời, sỏi này xích này thì chết. Sỏi xích, cái xích này mà nghe cái tiếng leng keng này không bỏ ra vài bữa nữa mẹ mình hư hết bộ xích luôn, ăn cứt. Buồn lắm rồi. Đấy, còn mấy thanh niên này trồng đít lên đảo. Trồng đít lên đảo. Chồng đi lên đảo phải chàng bọc ơn mà mà ơn ma cả ơn thề mà là bà đi mình khút mà mở cần thà khăn khút là tao đồn cái leo leo ăn đi mình thân mà mừng mình khút mà phải ông mà là khút khơn ô có mừng đúng không bà đi là mình hết chừng mong ở đây là mình hết chắc chừng mong là mình chừng đây nè mừng cái luôn rồi lúc có bọc đấy mà khăn mới hết một đây cái thà lô ma nè bộ phá ô ô nè mình hết nhàng nhìn con lục này nè. Alo ơi tắt hàm nơ lắc nhìn này nè alo yêu yêu
bất văn nâng lơi. Nước hả? Anh nâng lên xong rồi anh bật cái này cái là được luôn này. Nhấc lên xong bật cái này là được luôn. Phó la nhìn bạn đường phó la. Hello. Ừ, đúng rồi. Chuẩn. Được. Dậy rồi. Thôi được rồi, nhiều quá rồi. Anh nhân này được lái máy xúc cái là như lái xe tăng. Được rồi, được rồi, được rồi, thôi được rồi. Trình diễn đấy được rồi. Rồi bên kia kỉnh quá rồi. Được dậy lên được lái cái là bắt đầu cầm cái vô lăng như được mùa. Giống như mấy ông mẹ học lái ô tô ấy, vừa có cái bằng lái xong cái lập mẹ cứ cầm dí cái vô lăng không rời vô lăng chết tôi. Đội này đội quân công ty nhà tôi đang còn trông đang còn ất ưởng đang trông chán đời, nhọc cái đội làm cầu này còn chán buồn hơn nhiều. Đào đầu già đồng mấy thanh niên này ất ở này nhiều thế. Đấy, vừa mới bỏ cho xong hai cái ống để cho nước nó vào ruộng này. Thế máy đào về mà làm không nổi bây giờ phải ra tự cuốc tay. Hàng miễn phí thế thôi. Vẫn nghịch chưa xong đâu mọi người này. Ui, xích. Xích chuẩn bị rụng ra rồi. Chán chẳng muốn chỉ nè. Không biết cầm đâu đây. Kỳ. Sắt kêu ghê nhỉ. Hôm nay không bơm dầu mỡ thì sao ạ? À, mình lắc hình con lục về. Mình lắc hình con lục đi. Phải học cơ đó mẹ. Mình lắc hình con lục đi. Ôi. Cho nó chốt luôn là leo nó. Alo, alo mà chốt nè. Chốt là vài hẳn năm ma lên. Chốt tụi nó tầm tầm nó nhận cả đây. Mà sâu trình diễn ông già và là máy đảo đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.